Đó, hôm nay là chúng tôi làm lại cái vườn rau ở trường, một trường học, trường tiểu học. Gieo dày vào, cứ gieo dày vào, cứ lấy cái này mà rắc này, đây bảo đừng đừng mở to cái đó, cứ rắc này đấy, cứ dày vào trông nó đẹp hơn đấy, xong là giờ thu hoạch non đấy, cứ rắc đều đấy, thế được rồi, rồi rồi đấy, từng gói tiếp theo rắc cả các góc ấy. Ven ven vào góc, một cái gói đấy phải được 6 thùng thì mới được. Một gói được 6 thùng đấy. Luôn nhá. Ừ. Xếp luôn, đỡ nói nhiều. Ừ. Đấy, 6 thùng là đủ đấy đúng không? Tiếp đi, gói nữa. Không cần, không cần gọt tay. Ba ngày thì mở nhá. Nếu không là nó lên mà nó không được mở nó thối đấy. Có hiểu không? Quân, 3 ngày nữa phải mở nhá. 3 ngày nữa mở ra mà nó khô thì tưới, không thôi. Không thì đến ngày thứ tư mới tưới. Mà tưới bằng cái doa mịn ấy nhá. Chứ nếu không là nó dập hết đấy. Cái này chưa? Cái này chưa? Chưa, cái này chưa. Chưa có cậu ơi. Thùng mở nắp này chưa có. Có một gói anh đưa cho cậu mà. Hai gói mà. Anh đưa cho cậu kia, cậu vứt kìa. Hả? Cậu bảo sao? Cái gì nhỉ? Rồi cải này hết đi, bởi vì anh nhìn thấy ở chỗ kia có khoảng trống rồi. Thế kìa, khoảng trời kìa. Ok, cứ chiến đi. Với lại cái giai đoạn mà nó trưởng thành quá thì nó mới cần, nhưng mà ánh nắng như thế là được rồi. Thấy không? Đây đây, trong này. Đây. Hai gói đấy. Ừ.
Ờ, mưa đặc biệt đấy, chống chịu sâu bệnh tốt. Quân ạ, à, theo anh vẫn phải xịt nước những cái ở trong kia, vì nếu không nó sẽ đem theo sâu bệnh cái gốc cây này. Đấy, tức là mình để ngang đây, mình xịt từng cái một xong mình đẩy vào. Sâu bệnh về chẳng mới là về lâu lắm không dùng ấy. Không, nghĩa là cái bệnh ở cái gốc cây này. Cái gốc cây ấy, nó có những cái loại tạp nham phí lủ ai biết được. Dạ. Anh xếp đây cậu xịt nhá. Xịt mặt trong này thôi. Quân ạ. Cái này chuột nó gặm này. Đấy, xịt cái mặt này.